cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Anh thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chắc phát miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơn bông. Hỡi cô nàng hai lúa, xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê, ta bền tơ duyên thắm màu. Ta xây đầy trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt,
Ngài làm cho hai đứa nên duyên. Thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chắc phát miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơm bông. Hỡi cô nàng hai lúa, xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê, ta bền bờ duyên thắm màu. Ta xây để trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt, Ngài làm cho hai đứa nên duyên. Xin cho cha mẹ tháng tốt, Ngài làm cho hai đứa nên duyên. Hai lúa, hai lúa là sao? Đường xa anh băng qua biển lớn, xin lời mẹ cha cho chúng ta thành một nhà. Anh đi tìm em dù em ở nơi đâu, dù nắng hay mưa, dù bão tố có dập dùi, dựng đài trùng dương tìm người thương nơi sông nhỏ. Anh cưới em về cho thỏa lòng nhau. Người ơi, ơi, người ơi, mấy con sông sâu anh bắt mấy nhịp cầu, mấy đoạn đường dài anh cũng sẽ vượt qua. Dù bao nhiêu non cao, dù núi sông chập trùng, đạp đá tay mèo anh trèo qua thung lũng, vượt thẳm ao sâu anh cũng nói câu dậy. Người ơi, ơi, người ơi, gật đầu đi anh sẽ cưới em đi. Đầu này đường xa anh băng qua biển lớn, xin lời mẹ cha cho chúng ta thành một nhà. Anh đi tìm em dù em ở nơi đâu, dù nắng hay mưa, dù bão tố có dập dùi, dựng đài trùng dương tìm người thương nơi sông nhỏ. Anh cưới em về cho thỏa lòng nhau. Người ơi, ơi, người ơi, mấy con sông sâu anh bắn mấy nhịp cầu, mấy đoạn đường dài anh cũng sẽ vượt qua.
dù bao nhiêu non cao, dù núi sông chập trùng, đạp đá tai mèo anh trèo qua thung lũng, vực thẳm ao sâu anh cũng nói câu vậy. Người ơi, ơi người ơi, gật đầu đi anh sẽ cưới em đi. Đến để xin phép phân tập bạn gái và gia đình, xin phép bạn cái lễ nhận gia và xin giá lễ. Ngày vào xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời, ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây, ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mơ hội hoa vàng, hội đình làng chiên trống rền vàng, ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân. Sau thời gian dài, hai cháu anh Khoa và Bình Dương quen biết, tìm hiểu, yêu nhau và được gia đình hai bên chấp thuận, được pháp luật công nhận thông qua giấy chứng nhận kết hôn. Và hôm nay là ngày tổng lễ, ngày làm thắng tốt, gia đình hai bên quyết định tổ chức để thành hôn cho hai cháu. Đỗ Anh Khoa, trưởng nam, con Đỗ Minh Trai và bà Nguyễn Kiều Anh ở thôn ba thị trấn, xin mời Nguyễn Thị Kiều Trang ở thị trấn Nam Trang, huyện Nam Trang, tỉnh Cà Mau, kết duyên cùng nghĩa cháu Quỳnh Như, con của ông Quỳnh Trang Trung và bà Phạm Thị Ngôi ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thưa quý thân tộc, hôm nay đại diện thân tộc ở nhà trai có ông chủ hôn và vợ chồng ông chủ hôn tức là cha mẹ của cháu anh Phan cùng với cô bác, các chú, các cô, các dì, các cậu đại diện cho thân tộc ở nhà trai đến đây để dự cho lễ thành hôn. Và đại diện ở nhà trai cũng mang sang hai năm lễ ngọc và mười văn đọc trước cúng gia tiên sau để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo báo cáo với nghi thức nghi lễ và xin họ nhà gái chấp nhận cái lễ Phật của bên họ nhà trai Mai Phan để tổ chức cái lễ thành hôn hôm nay. Giờ nó nói sao đây? Dạ, nói bên gái mình nhận nhận mâm rồi hả? Bên gái đây. Nói đi, không được đi. Bên gái đã chấp nhận cái lễ và mâm của bên họ nhà trai Mai Phan. Xin phép thân mật họ nhà gái để cho đưa vào phía trong, nghệ thuật đưa phía trong. Hoa hát cười gọi ngày vui tới, cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi uyên ương về nơi tổ ấm. Thế là niềm vui son sắt đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Người ta nói rằng nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, bởi tình yêu là chân lý, là lẽ sống muôn đời. Chính vì thế mà từ ngàn năm nay cho tới mãi mai sau, tình yêu luôn là hướng đi, là ánh sáng soi đường, đưa chúng ta đi đến bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu. Trái trên cành rồi cũng tới ngày chín, cây ra hoa cũng đến ngày đơm quả, và tình yêu cũng vậy. Khi hai trái tim đã tìm thấy một nửa đích thực của mình, thì sẽ tới ngày trở về để hợp làm một. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, người Á Đông nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng luôn coi hôn nhân là một trong ba sự kiện trọng đại nhất của đời người. Chính vì vậy, của hai cháu rồi hôm nay để tiến hành để thành hôn của hai cháu,
chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện hội nhà trai và đại diện hội nhà gái kỷ niệm bà mẹ lễ thượng hương và thượng trai chúc những hoa hoa bà để trang trọng hình lễ. Lễ lên đèn là nét riêng không thể thiếu trong đám cưới của người Nam Bộ, bởi người xưa quan niệm rằng ngọn lửa là biểu tượng của cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thông thường trong ngày rước dâu, nhà trai phải mang hai cây nến lớn có khắc hình rồng phượng sang nhà gái. Nghi lễ truyền thống này mang ý nghĩa thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với các vị tổ tiên, giúp gắn kết tình cảm thông gia giữa hai gia đình. Bên cạnh đó, lễ lên đèn còn thay cho lời tuyên bố với họ hàng hai bên về tình yêu của đôi uyên ương, cũng là lời hứa gắn kết trọn đời trước các vị tổ tiên mong được chứng giám. Người xưa quan niệm rằng, lửa là hơi thở của cuộc sống, là điều may mắn. Vì vậy, nếu đèn cháy tốt thì hạnh phúc lứa đôi sẽ mãi bền lâu. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa. Hai lễ cuối đầu, anh cháu thứ nhất, anh cháu cuối đầu. Kính thưa quý khách mời, chúng tôi sẽ được cháu Bình Dương ra chào quý cô bác thân mến. Đây là cái phần làm lễ ông bà có cô tổ tiên hai cháu làm lễ bốn lễ cuối đầu trước cái điện thờ. Lễ thứ hai hai cháu cuối đầu. Lễ thứ ba hai cháu cúi đầu, và sẽ thứ tư hai cháu cúi đầu. Kính thưa quý thầy bố đã xong, bây giờ hai cháu và tiền này trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đúng dọc, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu. Và nhìn lên đây dâu ơi. Rồi dâu gái nhìn lên nè, hai bác ơi nhìn lên trước chụp hình hai bác. Rồi mà cô kia thêm ly nữa. Ba uống coi, cùng ly uống. Rồi hai cô coi cùng ly đi. Quay cùng lại mấy chục tầng nhỉ. Lên coi. Chờ anh ông chui. Thân hai của ra mà. Để cho nó đây không đây không. Và ra mẹ cũng đang mời. Cười đã cái nhà. Chúng ta còn có khoảng 1 tiếng nữa đồng hồ nữa.
như thế à? Đứng cái càm á. Cho xin gái ra. Gà nhắn lên. Rồi, nhìn thấy hai bà chú cũng đi giờ. Gà, cái thằng gì anh nè, gà. Chú ơi, chú xin gà. Từ bao đời nay, trong phong tục của người Việt Nam, miếng trầu luôn đi đầu câu chuyện. Đối với câu chuyện cả đời của một người cũng vậy, không thể thiếu được khay trầu cao. Người xưa cho rằng, cây cao có thân tròn, chắc, đứng thẳng là biểu tượng của người con trai, còn lá trầu hình tam giác bầu bỉnh, xòe ngang trên mặt đất là biểu tượng của người con gái. Dây trầu leo quấn quýt quanh thân cao cũng là biểu tượng cho tình yêu bền chặt. Trầu cao ăn với một chút vôi thì tạo được một màu đỏ hồng như màu son, màu đỏ biểu tượng cho sự chung thủy. Trong dân gian vẫn truyền khẩu với nhau, miếng trầu ăn kết làm đôi, lá trầu là vợ, cau tươi là chồng. Trầu xanh, cau rắn, chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Với người con gái, trầu cau được xem là biểu tượng của sự tiếp đón danh giá, để họ tự hào suốt đời. Đối với nhà trai và những người con thân tập cũng như thân tập của mọi nhà trai và các anh em của cái đưa đón nhau đó và các cái tài xế đó chuẩn bị xe để chuẩn bị bên đường về bên nhà trai hiện giờ để về bên nhà trai hai cháu tầm 4-7 cuối đầu, để thứ nhất hai cháu cuối đầu, để thứ hai hai cháu cuối đầu, để thứ ba hai cháu cúi đầu và lễ thứ tư hai cháu cúi đầu, hai cháu cũng ăn 5 triệu đó. Cái gì nói cái nha đậu cái gì cái máy đây để rồi thứ tư mình cứng mắt lên chứ cái gì đó một cái ảnh đó à dạ ta hai trẻ kìa pháo hoa từng bừng đón dâu, kính chúc cho đôi uyên ương bền lâu. Thương kết duyên cao trầu đắm say lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thướt tha quá mặn khiến ai lòng rối bời, bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian nơi ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời sắc son mãi tình yêu này. Sai lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thướt tha
quá mặn khiến ai lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau, mong trăng vàng soi sáng chứng cho tình ta ấm nồng, lòng một lòng trăm năm bền duyên, tình là tình yêu thương triền miên, rộn ràng lời ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Nhưng đeo tay có nhau trong đời, tình mình bền lâu suốt đời. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Nhà gái thì bây giờ tiến hành về làm cái lễ bên họ nhà trai. Bây giờ cái phần lễ thượng hương và thượng đăng của gia đình bên nhà trai đã lên xong, và bây giờ đến cái phần làm lễ của các cháu với anh bà quá cố. Làm bốn lễ cúi đầu. Lễ thứ nhất hai con cúi đầu, lễ thứ hai hai con cúi đầu, và lễ thứ ba hai con cúi đầu. Kính thưa quý thân tộc, hai con cúi đầu chào chung của thân tộc hai họ. Kính thưa quý thứ bốn thì đang nha. Rồi nhận ly, cô chú cụng ly để vô rễ nhìn lên trước nè. Cầm một ca thôi. Rồi hai hai con cúi đầu. Cô bà quan nam có tính xuống nè. Rồi hai ly rượu nữa bà ơi. Vậy là vậy là cho anh Út anh ngồi với tôi được không? Được vậy hả? Rồi mai. Rồi cụng ly nhìn lên trước nè. Rồi bác. Chữ tám. Rồi rồi. Con ngó lên mới được chứ, thôi nó chụp hình nó xuống. Rồi, ngó lên nè. Rồi, ngoan nha. Rồi, cười lên. Rồi. Nó chào cái mày. Cô hai. Tiếp tục. Rồi nhìn lên nghe mày. Rồi nhìn lên trước cả nhà ơi, cười lên. Rồi chị ba, ta với chú anh nè. Ôi trời anh chưa. Ông Giang ơi. Ủa ông Trang ơi. Mấy chị bạn cười cái làm coi. Thế nhìn lên trước. Dạ hai chị bạn có lý à, vậy cộng luôn. Vô. 1 2 3 4. Anh Sáu, chị Sáu. Con vừa làm con dâu của gia đình, vừa làm con gái của gia đình.
bây giờ con đưa rượu, mà trước tiên mà con đưa rượu cho mẹ trước, bởi vì mẹ có quyền hơn cha. Rồi cùng ly vô. Rồi cùng ly nhìn lên trước. Nhìn lên, nhìn lên trước. Rồi lên mấy chục năm rồi mới được được cái hình này nha. Về đây con chú ơi. Rồi. Cạn ly luôn. Rồi bây giờ trong anh em con cháu có tặng quà gì đó thì 2, 3 rồi. 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 Cái đó nhìn như chị dâu rồi đó. Nhìn lên. Dạ. Má nè. anh môi giới môi mai đưa tình. Người ơi quê quán nơi nào giống nhau, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 30 mấy, quen lắm thì sợ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, thiên duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giờ tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm ta cưới cuối năm thế người. Đấy là dấu hiệu của một mùa xuân đang đến. Còn bên trong một bầu không khí hết sức nóng hổi, lại cộng thêm hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nữa, cho nên là rất thích hợp cho buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay, phải không ạ? Vâng, và lời nói đầu tiên thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt đông đủ hôm nay. Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị, chúc quý vị có một buổi tiệc thật là vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, đã đến giờ để giới thiệu Domingo được ra mắt và chào đón tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay. Tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đôi Tân An và Tân Ngô.
thông gia họ nhà trai và cũng là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, ông Đỗ Minh Trang và bà Nguyễn Kiều Giang. Nhằm ngày 8 tháng Chạp năm Mậu Tuất, gia đình của ông bà Đỗ Minh Trang và Nguyễn Kiều Giang ngụ tại khu vực Mậu khóm 3 thị trấn Cam Cang, huyện Cam Cang, tỉnh Cà Mau là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, có tổ chức lễ tân hôn cho trưởng nam là tân lang Đỗ Anh Pha sánh diện cùng với tân nương Quỳnh Như, là ông tử của ông bà Quỳnh Văn Gương và Phạm Thị Voi ngụ tại ấp Trạch Mũi, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Kính thưa quý vị, hôn lễ đã được cử hành vào lúc 10 giờ trưa nay tại Tư Gia và giờ đây tại hôn trường của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Cang. Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè quan khách gần xa, xin phép cho đôi tân lang và tân nương được ra mắt tất cả quý vị bằng một cái lễ cúi đầu chào. Hai cháu bước lên. Hai cháu cúi đầu chào. Và kính thưa quý vị, hôn nhân là việc hệ trọng của cả một đời người. Chính vì mà hôm nay là một ngày đẹp trời, được sự cho phép của chính quyền địa phương cùng với sự chấp thuận của hai gia đình, đôi bạn trẻ đã đưa con thiện tình của mình cập bến bờ hạnh phúc lứa đôi. Tôi xin trân trọng kính mời đại diện của hai gia đình có lời phát biểu nhân ngày lễ trọng đại này. Gia đình có phát biểu gì không ạ? Dạ, kính thưa quý vị, có vẻ gì quá bồi hồi xúc động và sung sướng cho nên hai gia đình không thể phát biểu trước quý vị và xin dừng lời lại cho MC. Và còn vui tươi và trong quá trình chiêu đãi yến tiệc thì có điều gì sơ sót cũng mong quý vị hãy niệm tình tha thứ và bỏ qua cho, xin cảm ơn. Và kính thưa và tân nương, và đầu tiên mời tân lang và tân nương hãy bước đến mở xăng quanh và rót lụa hồng lên tháp tình yêu. Bao năm anh lẻ loi giờ có em bên đời tôi, duyên trời đã xe mỗi anh với em chung thành đôi, ta cùng đi chung lối không dễ chia như ngày nào, ta cùng xây hạnh phúc cho mỗi tơ duyên đẹp đôi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh, và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Trong vòng tay ấm áp anh hứa yêu em trong đời, trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Hôm nay ngày vui hay trẻ, gia đình hai họ chúc trẻ cho nhau thông gia nghĩa nặng tình sâu cho tình thương trẻ bền lâu mặn nồng. Đang tay uống rượu cho môi cho má em hồng và môi đẹp đôi. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho đôi gương ạ quý vị. Đêm nay trên trời cao có muôn vì sao, như chứng minh tình yêu anh thiết tha trao người. Bao đêm em chờ mong phút giây ta gần nhau. Thật lớn thật kêu và cùng đến 1, 2, 3 vô để chúc mừng nhà phúc của tân lai và tân lương nhé. Nào 1, 2, 3 cảm ơn và xin mời tân lai và tân lương cùng với gia đình hãy. Và kính thưa quý vị, buổi lễ tân hôn của tân lang anh Pha. Chúc
còn tim đôi ta khát khao từ lâu. Em như sao băng bay trong đêm nay, là một vì sao chiếu sáng wedding. Happy, happy wedding, happy, happy wedding, happy, happy wedding, happy, happy wedding. Yeah.
ngày đêm chơi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không anh? Come true, but you show me that.